Phật giáo hòa hảo khắp nơi vang lừng, Phật giáo hòa hảo nơi nơi vui mừng, đạo màu soi sáng tâm linh đời ta, quê hương ơi đạo dân tộc sáng bừng, đất nước xưa lầm than đôi khổ, ngoài sông dày xéo quê hương đất tổ. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng với quý vị trên băng tần của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin đặc biệt trình bày
đề tài Đức Phật Kim Sơn và Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Nhân kỷ niệm ngày khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, bài tham khảo của Lê Yến Dung. Những giọt nắng chói chang tung tăng nhảy múa, đùa giỡn với những cánh phượng đỏ rực cả một bầu trời trong gió hạ. Ngoài kia, ngàn chim đua nhau bay lượn, hót vang hòa cùng với âm điệu nhịp nhàng của những bước chân vội vã của hàng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đang hân hoan lũ lượt hướng về vùng thánh địa để cùng với nhau chào đón ngày lễ kỷ niệm trọng đại của tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. Đó là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, ngày khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Dù đã 31 năm đi qua rồi, nhưng tất cả chúng sanh nhân loại vẫn còn âm vang lời vàng ngọc của Ngài. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Hay là lòng thương lê thứ đáo ta bà, thừa chuyên pháp lưng dụng khuyến ca, cảnh tình người mê về cõi ngộ, dạy rằng kẻ tục vượt nơi hà. Với cõi lòng tràn ngập niềm vui, cùng với tất cả mọi người hàng triệu tín đồ trên thế giới cùng chung hòa nhịp con tim, cùng nhau trở về thánh địa Phật Giáo Hòa Hảo, cùng nhau hướng về cái nôi của nền chánh pháp với một giáo pháp thẩm thâm vi diệu của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã truyền giáo cho toàn thể chúng sanh nhân loại trong thời kỳ mạt pháp này. Ngược dòng thời gian ở thập niên 20-40 của thế kỷ 20, nước ta đang ở vào thời kỳ hoàn cảnh xã hội băng hoại, đạo lý suy đồi, nhân dân ly tán, dân chúng sống trong cảnh lầm than thống khổ dưới thống trị bạo tàn của thực dân xâm lược. Trong hoàn cảnh tối đen của dân tộc, vì lòng từ bi rộng lớn khắp cùng nên đấng siêu phàm đã giáng lâm để cứu vớt sanh linh nhân loại. Ngài cho biết: vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, và thiên tàu đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ mương này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Đó chính là những trọng trách của Ngài với thiên đình. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, nơi thôn Hòa Hảo, có chàng thanh niên 19 tuổi từ một thanh niên nhiều bệnh bỗng khoát nhiên đại ngộ, trở thành khôi ngô tuấn tú, khí phách hơn người, vượt qua bao thử thách đứng ra làm lễ cáo hoàng tiên, chính thức nhận lấy trách nhiệm của thiên đình tuyên bố lập đạo cứu đời. Ngài nói: ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân sinh dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế, nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo vi căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Và kể từ đó, đất nước Việt Nam có thêm một trang sử đáng ghi nhớ: cách mạng và đạo giáo. Ngài đã cống hiến cho đời với ba sự nghiệp vĩ đại. Một, về mặt đạo là tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo. Hai, về mặt quân sự là bộ đội Nguyễn Trung Trực. Ba, về mặt chính trị là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Về mặt đạo, Ngài khai sáng một tôn giáo hoàn toàn dân tộc Phật Giáo Hòa Hảo, chủ trương nhập thế, học Phật tu nhân giữ vẹn tứ ân, thực hành pháp môn tịnh độ để tiến tu đến giải thoát. Bước đầu mở đạo, Ngài dùng phương pháp quyền diệu của tiên gia để trị bệnh. Phương cách trị bệnh của Ngài rất là đơn giản, chỉ dùng bằng nước lã,
bông trang, bông thọ, lá cây và luôn luôn đi theo lời khuyên, ráng niệm Phật và van vái trời Phật. Thành lòng nước lá nên hồ, hữu tâm chi đức cam lộ Phật ban. Là để gây lấy thiện duyên, lòng cảm mến cứu độ mà người đời đã đặt cả đức tin vào sự giáo độ của Ngài, Đức Phật Kim Sơn còn thuyết giảng những giáo lý cao siêu của Đạo Phật. Ngài thuyết giảng cả ngày lẫn đêm mà không biết mệt. Chính phương pháp thuyết giảng có ẩn ý thiên cơ đã thu hút rất đông người, và để thức tỉnh lòng người đi theo con đường thiện lành bằng giọng êm dịu, lưu loát, rõ ràng, không vấp, thật là miệng nhất môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai. Ngài còn thấu hiểu cả tiền căn hậu kiếp của từng người, vì thế càng ngày ngày càng được mọi người khâm phục quy ngưỡng, tất cả tin tưởng Ngài là bậc siêu phàm có sứ mạng xuống trần cứu dân độ thế. Điều đó tất cả tín đồ Phật giáo hòa hảo, ngay cả những người ngoại đạo cũng tin như vậy. Song song với việc trị bệnh và giảng đạo, Ngài còn chăm chú viết sấm giảng để phổ truyền giáo pháp của Ngài. Ngài viết rất là dễ dàng, không cần giấy nháp. Những tác phẩm của Ngài thuộc nhiều thể văn, phần nhiều thuộc thể văn vần, giới dụng ý để cho mọi người bình dân ít học dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, và nhất là sức truyền cảm quyến rũ qua lời kinh tiếng kệ hơn là văn xuôi, để hợp với hoàn cảnh đất nước hiện tại thời đó. Những giáo pháp của Ngài tuy đơn sơ dễ hiểu nhưng siêu việt, có giá trị vượt cả thời gian và không gian, một giá trị tối thượng cho tín đồ của Ngài nói riêng và cho cả nhân loại chúng sanh nói chung. Tháng 4 năm Ất Dậu 1945, Ngài sáng lập Hội Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp để đoàn kết với tăng ni Phật tử không phân biệt tôn giáo nào, để nỗ lực sự vận động, sự hợp nhất Phật giáo trên toàn quốc. Trong lịch sử Phật giáo, Ngài cũng là người đầu tiên và duy nhất trong việc xây dựng đoàn thể tu học Phật Pháp với hàng triệu thành viên là khối tín đồ Phật giáo hòa hảo. Ngài đã thành công vượt xa sức tưởng tượng của nhân loại. Phật giáo hòa hảo đã đứng vững vị trí, duy trì phát triển trong 3/4 thế kỷ đi qua. Và hiện tại, dù rằng Phật giáo hòa hảo đang bị đàn áp, bức hại trăm bề, khó khăn trong việc hoằng pháp độ sanh, Ngài cũng không ngần ngại cho biết xuất xứ của Ngài để tăng trưởng đức tin vào sự giáo độ của Ngài, để mọi sanh linh sớm tu hành, để khỏi bị sa đọa trong thời kỳ hoại diệt của bụi hạ nguyên. Ngài nói: Bồng Lai điên dài có ngôi, Tây phương cực lạc khung ngôi tòa sen. Và vì thương xót dân đến hồi tai ách, nên Ngài lìa bỏ cảnh thơm tho mùi sen báo xuống trần cứu thế. Ngài cho biết: Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ giảng dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Hoặc ngoài cũng chịu lệnh của Phật A Di Đà: Muốn tu tịnh nay đã gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Vì vâng sắc lệnh của Phật A Di Đà nên giáo pháp của Ngài chuyên chú vào pháp môn tịnh độ. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Ngoài sắc lệnh của Đức Phật A Di Đà, Ngài còn lãnh sắc lệnh của Phật Thích Ca như Ngài đã thổ lộ: Ta vì dân sắc lệnh ngọc tòa, đền linh cứu sơn trung chịu màng. Và Ngài cũng tự nhận Ngài là đệ tử của Đức Phật Thích Ca: Tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Phật Thích Ca. Và Ngài cũng thổ lộ: Ta
ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn sắc phàm dình đạo Thích Ca. Hay là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Về mặt quân sự, trong thời kỳ kháng Pháp chống ngoại xâm, Ngài thành lập chi đội Nguyễn Trung Trực, tên một vị anh hùng dân tộc kháng Pháp, để làm gương cho binh sĩ noi theo, để bảo vệ dân chúng và quê hương xứ sở, cũng là phương tiện cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thi thiết hạnh vô quý thí. Cuối năm 1945, quân xâm lược Pháp tái chiếm Sài Gòn và các tỉnh miền Nam. Đức Huỳnh Giáo Chủ tổ chức lực lượng kháng Pháp lấy tên là Nghĩa quân Cách mạng Vệ quốc Liên đội Nguyễn Trung Trực. Liên đội Nguyễn Trung Trực gồm 4 chi đội, đứng đầu 4 chi đội là ông Trần Văn Sói, ông Lê Minh Điều, ông Lê Phát Huynh và ông Phan Hà. Sau đó, để kịp thời đối phó trước tình hình nghiêm trọng của đất nước, vào ngày 18 tháng 12 năm 1946, Ngài cải tổ 4 chi đội thành một chi đội cho được mạnh hơn, là chi đội 30 Nguyễn Trung Trực, chi đội trưởng là ông Nguyễn Giác Ngộ. Về mặt vũ khí, Ngài còn thiết lập một công binh xưởng tại Hiệp Xương, tổ chức các lớp đào tạo các cấp chỉ huy và khóa huấn luyện quân sự đầu tiên tại Núi Dài, dùng Thất Sơn, đào tạo cấp tốc 10.500 binh sĩ. Về mặt chính trị, để tranh đấu cho quyền lợi quốc gia dân tộc, dân chủ, lập lại công bằng xã hội với chủ trương thực thi chế độ dân chủ, một nền kinh tế xã hội được xây dựng trên nền tảng tự do và đạo đức, ngày 21 tháng 9 năm 1946, Đức Huỳnh Giáo Chủ công bố thành lập chính đảng mang tên Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, viết tắt là Dân Xã Đảng, và chính Ngài là linh hồn, là lãnh tụ tối cao của đảng cách mạng này. Ngài cũng từng khuyên các anh em đồng đạo, tất cả tín đồ anh em, nếu thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, thương giống nòi dân tộc, hãy tham gia Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng mà tranh đấu. Đây là phương tiện để anh em hành xử tứ ân. Qua việc sáng lập nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo, tham gia các lực lượng kháng chiến, lập đảng chính trị, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã chủ xướng một lúc 3 cuộc cách mạng: cách mạng tôn giáo, cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng chính trị xã hội. Ngài đã đi trước xa thời đại, có thể nói Ngài là vị đầu tiên đã đưa ra phương thức sinh hoạt chính trị dân chủ cho Việt Nam và đưa ra ý thức dân chủ vào hành động chính trị. Ngoài 3 sự nghiệp lịch sử nói trên mà Ngài đã cống hiến cho đất nước Việt Nam, Ngài còn có sứ mạng. 1. Chấn hưng Phật Pháp, Ngài đã viết: lòng thương Lê Thứ Đấu Ta Bà, thừa chuyển pháp luân dụng khuyến ca. 2. Cứu độ chúng sanh khỏi sông mê, Ngài viết: thấy biển khổ đâu an lòng đặng, sông thuyền ra cứu vớt chúng sanh. Hay là: ta quyết lòng rất nghi nợ quan khiên, cứu ba tánh khỏi nơi lao khổ. 3. Chỉ đường về Tây Phương Cực Lạc, Ngài đã thọ lãnh của Đức Phật A Di Đà, Ngài quyết lòng chỉ đường để chúng sanh hưởng quả Bồ Đề, bất sanh bất diệt. Ngài cũng nói: tìm Cực Lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tịnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. 4. Lập hội Long Hoa, Ngài cũng lãnh lệnh của Đức Ngọc Đế lập bản phong thần, chọn những người có tâm hiền đức. Ngài cũng thố lộ: thân bằng tăng mặt nghi bộ sông nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hàng. Đến kỳ thi danh thầy chạm bảng, trên đài cao gọi các linh hồn. 5. Trừ con nghiệt thú,
Ngoài sứ mạng cứu độ người hiền, Ngài còn lãnh nhiệm vụ trừ con nghiệt thú. Ngài cho biết: con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá già mới biết người khùng là ai. 6. Cầm cân thưởng phạt. Ngoài sứ mạng cứu độ chúng sanh trừ con nghiệt thú, Ngài còn lãnh sứ mạng đại diện công lý cầm cân thưởng phạt theo luật nhân quả báo ứng của nhà Phật. Ngài nói: lão đây dân lệnh Phật tôn, lệnh cần thưởng phạt chư môn giữ lành. Để hoàn thành sứ mạng cao cả của chư Phật phó thác, Ngài đã thể nguyện như các đại Bồ Tát đã thể nguyện, dù gian lao nguy khốn, chỉ một chí hướng độ đời mà thôi. Dầu cho xoay chuyển đất trời, lòng ta chi dốc độ đời mà thôi. Hay là: thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sần. Có thể nói cao cả nhất là lời nguyện của Ngài như sau: nếu thế gian còn chốn mê tân, thì ta chẳng an vui cực lạc. Và một cái nguyện vô cùng bi thiết, thật là vĩ đại: nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Qua những lời thệ nguyện bi thiết của Ngài, chúng tôi thiết nghĩ chỉ có hàng đại Bồ Tát mới phát hàng thệ nguyện như vậy, thật là vĩ đại. Hôm nay 18 tháng 5 là ngày đại hỷ của chúng tôi, của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và của cả nhân loại quần sanh, đứng trước cảnh muôn hoa đua nở và cách bài biện hoa quả, nghi ngút khói hương trên bàn thờ và hàng loạt tín đồ đang quỳ trước sân của tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, tức ngôi Kim Sơn Tự, ngôi chùa An Hòa Tự, trong bầu không khí thật là trang nghiêm, để cảm tạ, để tri ân pháp nhũ của Đức Phật Kim Sơn đã truyền dạy cho chúng sanh, nhân loại, và cũng luôn quan quái cầu nguyện cho Ngài trở lại của thầy tôi. Đó là một ước mong lớn nhất trong cuộc đời của chúng sanh, trong cõi đời mạt pháp này. Và trong ánh mắt xa xăm, mong đợi của chúng sanh, của hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vẫn còn động mãi hình dáng của đấng từ bi giác ngộ như mới hôm qua đây. Thầy tôi, trong dáng dấp thoát tục, khôi ngô túng tú của một chàng trai ngoài 20, giải dầu sương gió trong bóng đêm trên chiếc thuyền chèo xuôi ngược đó đây, khắp nẻo đường đất nước để quằn quá độ xanh, lắm lúc nhọc nhằn qua những lần đi khuyến nông, khuyến khích đồng bào ráng lo cày cấy để giúp đỡ đồng bào miền Bắc, miền Trung đang đói khổ vì chiến tranh, gian nan đối phó với những ngày tháng bị giặc lưu giữ và giờ đổi đó đây. Bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Ngài không bao giờ ngừng nghỉ, chỉ một chí hướng độ đời và xây dựng một xã hội tự do vững chắc, để hướng dẫn chuyển đổi đời sống của dân chúng trong suốt thời gian dài trong tủi nhục, quan trái, bị ám hại trăm bề. Vì muốn cứu nhân loại thoát khỏi chính sách ngu dân của ngoại xâm, của nhóm người, nhóm đảng vô thần, bạo ác, vì vô minh nên họ đã tạo thành một đất nước ngã nghiêng trong suốt một thế kỷ đã đi qua. Thế rồi, ngày 25 tháng 2 âm lịch 1947, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thực sự vắng mặt, lặng lẽ ra đi để đổi lấy sinh mạng, những cuộc xô xát đẫm máu giữa người cùng chủng tộc, màu da,
mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã thấy từ duyên nghiệp vai trả máu xương của chúng sanh trong nhiều kiếp qua đi. Phong thái này đã thể hiện lòng từ bi độ lượng siêu thoát của đấng cứu đời giác ngộ. Ngoài kia cả một vùng đất thánh như rộn ràng và náo nhiệt, tất cả những tín đồ Phật giáo hòa hảo đang hớn hở phục vụ hàng triệu khách thập phương về mừng ngày đại lễ. Tất cả những sinh hoạt cho những ngày đại lễ từ ăn uống ngủ nghỉ, y tế, thuốc men, có những y sĩ, bác sĩ, đồng đạo đang túc trực trong tinh thần tương thân tương ái. Tín đồ cũng thể hiện cách thực thi một trong những hạnh, những lời giáo huấn của Ngài. Những cổ đèn đang sáng rực di chuyển trên đường và rất nhiều những bè thủy lục đang ngược xuôi lấp lánh trên sông Tiền Giang đã tạo nên một cảnh đẹp của thiên thai, một cõi đi về của nhân loại chúng sanh, của những tín đồ Phật giáo hòa hảo, thương yêu, và đâu đây vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của đấng từ bi giác ngộ và lời đại nguyện bi thiết của Ngài. Chúa dựng ngai vàng sải mới yên, rời ngay cảnh tục trở về tiên. Chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết não phiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị nghe bài Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết qua sự trình bày của đồng đạo Lưu Văn Kiệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả chư quý vị. Hôm nay tôi được hân hạnh đọc bài Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép quẻ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại, để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp tước dùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những từng kiếp dù sống cũng là dân quan đất Việt, dù thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư, cơ truyền Phật pháp gửi những ấn đức Phật, lòng đà quảng đại từ bi, hiềm gì nổi cảnh quốc pha, gia dông mai quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương cảnh đồ lao, chỉ xiết xót thương chung sanh dạng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tư hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chôn hồng trần đáng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chưa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật dương đà chỉ rõ mai diệu quyền chuyển lập hội lóng qua, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giao truyền đại đạo, gây định ngôi phân thư, gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Thiên tạo đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này sải mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chữ Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyện kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xa mất tội căn, để kịp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiên diện bậc chẩn sư tu hành mạo đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình,
bởi đời này pháp môn bế mạc, thanh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phấy rối, ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tê nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy tình độ, cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thầy nói Phật pháp cho kẻ có lòng mổ đảo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia đổ bệnh để cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân làm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xuôi từ gian chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiểu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết lời lãng xa thông trị, phép nước nghiêm hình. Dân chung nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích, nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, ha lại tiếc chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bất nổi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả chư quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị và quý đồng đạo thưởng thức bài dặn dò bổn đạo mà Đức Thầy đã viết vào năm Canh Thìn 1945 qua giọng ngâm của đồng đạo Ngô Văn Ẩn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 mi rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bối nàng eo, gầm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ mơn xanh chúng âm u, tây phương sắc lình dân du nam kỳ. Mơn nhầm một sắc nhu mì, giảng dần sau tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tánh biết bao, nàng mi sắp đến mà ngao du hoài. Viết ra giảng kệ bốn bài, giả từ trần thế lui hài bốn phi. An nam phong hoa lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng nhìn. Mạng lo chế nhạo trong kình, chẳng toàn đạo đức mà gìn thôn hương. Ta đây dường thế như lương, cứu dân chẳng nể nắng sương lắm đầu. Sáu trăng thầy tớ dài dầu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dại có ngôi, tây phương cực lạc khung ngồi tòa sen.
từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình xài xới dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở hoài thinh, đạo màu truyền pháp thình lình không hay. Trớ treo con tạo thầy lai, lôi âm sắc lĩnh đòi rài hỏi hang. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân mang ngành sớm làng cừ khôi. Đầu đuôi tâu lại khúc mơ nôi, một trăm mới đặng ối thôi mười người. Mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lời không lo. Di Đà nghe tôi buồn xo, dạng dân ba tâm đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật vừa kề, hung sùng tàn ác khó bề giải khuyên. Thầy khùng trò lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tường xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm mi bên bờ mà nghi nương. Nói cho bốn đạo đặng tường, dạy dân nào có gạt lường chi dân. Chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay. Đời này chưa vẹn tháo ngay, thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dài đời nào quán nắng mưa, ước mong ba tánh sớm mưa tu hành. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trĩa chớ lành cho sống. Con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung truyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc bôn ba, dời chân ra bắt đặng mà giải khuyên. Dạng dân nên trọng Phật tiên, dễ người lời dạy đọa thiên một mình. Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Viết thêm một khúc ngâm nga, dặn dò bổn đạo vậy mà mấy trương. Ta giàu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Chương trình được liên tục qua phần đạo ca với tiếng hát của Lan Chi và Duy Tâm, sáng tác của nghệ sĩ Chí Tâm. Mừng ngày khai đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Down.
liên tục chương trình. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi bài Ý nghĩa ngày đại lễ 18 tháng 5 qua sự trình bày của đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin đọc lại một cảm nghĩ của tín đồ trẻ đã viết về ý nghĩa ngày đại lễ 18 tháng 5. Kính thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ tục danh là Huỳnh Phú Sổ, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Ngài là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu nhiều phúc hậu và phước đức trong vùng. Ngài đáng sanh tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, một vùng xa xôi giáp biên thùy biên Việt. Lúc nhỏ, Ngài thường bị bệnh liên miên, không có thầy thuốc nào chữa trị được. Sau khi hướng dẫn thân phụ đi viếng các núi non am động trong vùng Thất Sơn, Tà Lơn, những núi non linh thiêng hùng vĩ, Ngài đã tỏ ra đại ngộ và chính thức khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, nhằm ngày 4 tháng 7 năm 1939. Số tín đồ quy ngưỡng theo Ngài khoảng 2 triệu người lúc bấy giờ. Ngược dòng thời gian 80 năm về trước, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, trong bối cảnh lịch sử đen tối, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán, thảm họa sắp tràn lan, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng ra nền đạo Phật giáo Hòa Hảo để cứu độ và dìu dắt nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn chuyên tâm lần bước tới. Ngài đã tiết lộ trong phần sứ mạng, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, và Thiên Tào đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hảo ngôn này, say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Vì lẽ đó nên Ngài khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long hoa chầu Phật. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã minh định rõ ràng như sau: nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Trong sứ mạng cứu độ nhân độ thế đó, Ngài mạnh mẽ chấn hưng Phật giáo học đường và canh tân phương pháp hành đạo, dùng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu nhưng rất cao siêu màu nhiệm. Đặc biệt nhất, Ngài dùng tiếng Việt Nam trong kinh giảng một cách tài tình, dễ đọc, dễ hiểu, nên được sự hưởng ứng mãnh liệt của nhiều tầng lớp, từ nông dân chất phác hiền lành đến bậc khoa bảng trí thức nho gia như ông Chính Diệm, Nguyễn Kỳ Trân, bác sĩ Trần Văn Tâm, luật sư Mai Văn Dậu, thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp, vân vân. Như Đức Thầy cho biết, quá mắt mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra, mỏ chuông bài bọc độc tụng ó la chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Thử hỏi, nếu người tu hành không hiểu rõ ý nghĩa của kinh giảng thì làm sao hành được cho đúng đắn? Nên Ngài mạnh dạn diễn giải chữ tu là gì, rất dễ hiểu cho người hạ căn thiểu trí. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Hay là tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Đặc biệt hơn nữa, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã đưa chánh pháp trở về vô vi đúng chân truyền của Đức Phật Thích Ca. Đạo vô vi của Phật Ân Cần nối theo chí Thích Ca ngày trước. Bởi thời mạt hạ này, người tu quá chú trọng vào hình tướng bề ngoài mà quên đi trao sửa tâm tánh bên trong, làm cho đạo Phật suy đồi. Đúc tượng lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Hoặc là tạo làm chi những cốt giới hình, cùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tú. Theo Đức Lục Tổ Huệ Năng, ở đây là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tìm sự giác ngộ giải thoát nơi tự tâm của mình. Còn theo thần tú là hình thức bề ngoài, chuông mỏ, độc tụng ó la, xá phướng, lầu kho, giấy tiền vàng bạc vân vân.
theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ mà xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Xã giới phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Chẳng những thế, Ngài còn phá bỏ những tập tục mê tín dị đoan kỳ quái. Chẳng nên rước những ông thầy dưng bông, đốt giấy tiền vàng bạc, xá phướng lầu kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô ích. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rằng, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ dùng hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Thậm chí đến cả Phật và Tam Bảo cũng thế. Ngài đơn giản quá tối đa cách thờ cúng. Nên thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào sự hào nhoáng bề ngoài. Và về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi quế trược. Và chỉ thờ một tấm trần già. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình. Và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy, chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt giới hình. Từ chỗ đơn giản hóa phương thức thờ phượng cúng lại, Ngài khuyến tấn đệ tử đi đến chỗ vô di chánh pháp. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ thờ phượng thì đến giờ cúng kiến chỉ vái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng. Phải nói rằng đây là điểm đặc biệt của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có thể cúng bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh và thời gian nào. Đi trên máy bay, trên xe, trên tàu bè, đi chợ, đi làm, đi chơi, đi ngủ vân vân. Cúng lại trong tứ tướng oai nghi không cần gì phải đợi khi có bàn thờ hay nhang đèn chẳng hạn. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp, chẳng nài thời khắc. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tóm lược yếu lý của Đạo Phật để đưa thẳng vào đời sống con người. Đào tạo con người có thái độ nhập thế, sống ở thế gian, tu với thế gian, phục vụ cho thế gian. Đó là hành động thực tế để lập công bồi đức về cõi Niết Bàn sau khi chấm dứt ở thế gian. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nào cũng hiểu rằng muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Nếu không làm xong bổn phận tại thế gian hôm nay, tất nhiên ngày mai không có hy vọng tiến lên cõi cực lạc. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Và đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Tính chất nhập thế của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và thái độ nhập thế để hành đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã diễn tả mối liên hệ mật thiết giữa đạo và đời như sau. Có nhiều người người ta thường nói, đời không đạo, đời vô liêm sĩ, đạo không đời, đạo biết dạy ai. Mà trong sấm giảng Đức Thầy cũng có câu, ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Đức Huỳnh Giáo Chủ là nhà tu hành, đã hóa thân thành người chiến sĩ tiên phong trong phong trào giải thoát cho dân tộc và đất nước. Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau, quyết rứt cà sa khoác chiến bào, đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước, ngọn cờ độc lập phất phơ cao. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vừa tu hành vừa trả ơn đất nước, tu nhân để lập bồi công đức, hầu có mặt trong Long Hoa Đại Hội, rồi tiếp tục học Phật để đạt đến quả vị Niết Bàn giải thoát. Trong lần đi khuyến nông tại Phụng Hiệp, Đức Thầy có hỏi rằng, tôi là một nhà tu hành, lẽ thì vào chốn non cao núi thẳm tu tâm dưỡng tánh, cớ nào hôm nay lại xen vào chánh trị? Thấy không một ai trả lời, sau đó Ngài ngâm bài thơ. Yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa dỗi ẩn non cao, quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, coi lĩnh từ bi giải lẽ nào. Kính thưa quý vị, kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo,
Thời gian tuy ngắn so với các tôn giáo khác, nhưng dưới sự dìu dắt của vị giáo chủ siêu phàm độ thế, với bảo pháp học Phật tu nhân, giáo lý tư ân thực hiện đã phát triển mạnh mẽ, ăn sâu vào quần chúng và sớm trở thành một tôn giáo dân tộc, một sức mạnh tinh thần dũng mãnh, một khối nhân lực không nhỏ đã đóng góp vào công cuộc giành độc lập tự do cho nước nhà. Hôm nay, dù Đức Tôn Sư còn xa vắng, người Phật giáo Hòa Hảo vẫn giữ vững niềm tin, kiên trì chịu đựng, giữ đạo chờ Thầy. Cho dù phải hy sinh cho đại nghĩa như đã từng hy sinh dâng hiến trong quá khứ và hiện tại, người Phật giáo Hòa Hảo sẽ vẫn giữ được bản chất trong sáng của kẻ tu hành, không màng vật chất, gạt bỏ lợi danh. Đó chính là nét độc đáo của Phật giáo Hòa Hảo. Hiện tại đất nước đang còn bị thống trị bởi bọn vô thần, chưa có nhân quyền, chưa có tự do tôn giáo. Người Phật giáo Hòa Hảo chưa thể ngồi yên, nhắm mắt làm ngơ, mà phải dấn thân tranh đấu cứu lấy quê hương giống nòi. Đến khi nào đất nước hết thương đau, dân lành không còn thảm khổ, thì họ sẽ trở về vui câu đạo hạnh, tiếp tục tu hành đến ngày thành công viên mãn, như Đức Thầy đã minh định. Tăng sĩ quyết chùa Am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Chừng ấy mới tỉnh vô nhất vật, bụi hồng trần rước sạch của không. Chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Đức Quỳnh Giáo Chủ đã thể hiện hình ảnh cao đẹp của bậc chân tu ái quốc, vua Trần Nhân Tôn điều ngữ giác hoàng của Trúc Lâm Yên Tử, một đại đức khuôn việt, mặc dù đã lánh bụi hồng trần nhưng vẫn ra tay gánh vác sơn hà. Đức Thầy là tấm gương chói sáng cho hậu thế, là ngọn hải đăng dẫn đường trong tâm tối, là ánh sáng chân lý đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và chư quý đồng đạo. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, tinh tấn tu hành để được diện kiến Đức Thầy khi Ngài trở gót. Quỳnh Minh Quang, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, kính mến, quý vị vừa thưởng thức chương trình đặc biệt nhân ngày kỷ niệm ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Kính chúc quý chư liệt vị được nhiều sức khỏe và an lạc trong mùa lễ kỷ niệm ngày lễ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.